Rồi, trạng bon sao phiên chào tất cả anh em. Bữa nay ngày 5 tháng 4, em giao lưu cho anh em một số cây cảnh các loại gồm có sam ngọc, hải châu, sam núi, trái, mê thái, trà phục kiến, lộc quần và linh sam sông hinh. Rồi, mã số 1 là một cây linh sam sông hinh nha. Cây tây cành rất mịn nhân mấy anh em, cây đã thanh phẩm. Dòng linh sam sông hinh thì nó cho hồ và anh em nha. Hết đợt này tới đợt khác nhưng mà anh em, cây bờ đớ nữa. Rất khủng khiếp nha. Cây thành phẩm, thân co lách, cây cành mịn, bờ đớ rất dần dàng nha. Rồi em đo cái vành gốc là 49, vành thân 12 cm. Chiều cao tính từ mặt chậu lên tới trên đỉnh là 48, tàn ngang từ bên đây qua bên đây là 54 nhé. Cây linh sam sông hinh nhân mấy em. Rồi, cây linh sam sông hinh mã số 1 giao lưu anh em là 600 bao ship, 600 kè em bao ship. Cái này anh nào lấy thì em đặt chậu bao bao cẩn thận gửi cho anh em nha. Rồi qua mã số 2 là một cây trà phục kiến, cây tây cành mịn hết nhưng mà anh em, cây thành phẩm. Cái này anh em giờ sang vô trong một cái chậu đẹp nữa nó là ok nhưng mà anh em, tây cành đã mịn hết nhé. Em đo cái vành là 34, vành 34, chiều cao là 32, tàn ngang 45, tàn ngang là từ bên đây qua bên đây là 45. Cây một cốt lên hai thân bay nha mấy anh em, cốt bay nha. Đây là cái mẹ két đã liên xẹo hết nha mấy anh em, cây không bỡ bọng gì hết. Rồi cây trà phục kiến mã số 2 giao lưu anh em là 400 bao ship nhé, cây khá to nha mấy anh em, 400 bao ship. Rồi qua mã số 3 là một cây lộc quần, cây này một cốt trực rất quen nhân nha mấy anh em. Dòng lộc quần thì hoa nở rất là thèm xuống màu đỏ rất là đẹp nha. Rồi em đo cái quanh là 28, chiều cao 32, vành 28, chiều cao 32. Tàn ngang từ bên đây qua bên đây là 45 nha. Rồi 200k bao ship nha, 200 em bao ship cái lọc quần mã số 3. Rồi qua mã số 4 là một cây mê nha, mê thái nhưng mà anh em, cây để thanh phẩm. Cái này là có một cái cục bướu ở đây rất là khá là to nha. Quay tạm thời cho anh em xem nha. Đây nha mấy anh em, cái này nó quái xuống dưới đây, nó quật lên đây nha. Cây cành mịn hết nha, cây nuôi rất già nha. Cây này cũng bị cho quẻ rồi nha anh em, nha anh em. Khá to nha, cục nụ ở đây khá là đẹp nha. Em đo cái vành là 36 nha, vành 36, chiều cao là 22, tàn ngang từ bên đây qua bên đây là 26 nhé. Vành 36, chiều cao 22, tàn ngang là 26. Rồi giao lưu anh em là 550 em bao ship nhé, 550k bao ship cái mi mẹ số 4 nhé. Rồi qua cái mi mẹ số 5, cây này là một cây quen nhân nha, cây giăng lông này nha mấy anh em, thân cò lách. Rồi em đo cái quanh nè, 30 nha, quanh đây là 30 nè, chiều cao cũng là 30 nha. Tàn ngang từ bên đây qua bên kia là 25, cành rớt từ sau đây, rớt tới trước đây là 30. Thân cò lách nhưng mà anh em một cục luôn nha.
dòng mì Thái nha mọi anh em. Dòng này rất là sai khỏe, cây cành rất là già nha. Rồi cây mì mà xô anh em giao lưu anh em là 600 bao ship, 600 kè em bao ship. Những cái này anh em nào lái là em ship cả chậu luôn nha. Rồi qua mẹ số 6 là một cây sam núi nha mọi anh em, sam núi, sam trái này đang khỏe nè nha mọi anh em. Một cây dáng đổ nha, cây cành rất là già, cây cành rất già nha, bờ đớ chân rửa nẩu nha mọi anh em. Rồi em đo quanh là 30, chiều cao 25, quanh góc 30, chiều cao tính từ mặt chậu lên tới đỉnh là 25, tàn ngang từ bên đây qua bên kia là 35, tàn đổ từ sau đây nó rớt xuống dưới đây là 42 nha. Cây thành phẩm nha, cây thành phẩm trái chín đen hết đây nha mọi anh em, cây đã thành phẩm nha. Sam núi, cây chân rửa nẩu nha, cây đổ rất là đẹp nha mọi anh em, đổ treo rất là đẹp. Rồi cây sam mẹ số 6 giao lưu anh em là 1 triệu bao ship nha, 1 triệu em bao ship. Cái này anh em nào lái thì em ship cả chậu luôn nha, 1 triệu em bao ship. Cái này anh em nào lái là em ship cả chậu luôn, phải rất ngờ thật nha. Rồi qua mẹ số 7 là một cây hạ châu, hạ châu sông cầu nha mấy anh em, dòng lá cực kỳ đẹp. Cây này trăng rửa nẩu nha, em đo cái vành gốc là 23, vành thân là 10 cm nha, vành thân 10 cm, vành gốc là 23, vành thân 10 cm, chiều cao 30, tàn ngang cũng là 30 nha. Rồi cây hạ châu mà số 7 giao lưu anh em là 4.2 bao ship nha, 4.20k bao ship. Rồi qua cây hạ châu mẹ số 8, cây thành phẩm hết nha mấy anh em. Đây, dòng lá rất đẹp nha, dòng lá sông cầu nha, cây thành phẩm, cây cành mịn hết nha. Em đo cái quanh là 21, chiều cao 20, tàn ngang là 27. Cây thành phẩm nha, vành 21, chiều cao 20, tàn ngang là 27. Cây này anh em giờ thay vô treo một cái chậu men bỏ bàn chơi rất là đẹp nha. Rồi cây hạ châu mẹ số 8 giao lưu anh em là 308 bao ship nha, 308 bao ship, cây thành phẩm nha, cây cành mịn hết nha. Cây này anh em giờ sẽ kiểm là cây sạch kiểm luôn rồi nha, sẽ sạch kiểm thay chậu chơi thôi nha. Rồi qua cây hạ châu mẹ số 8 và cây hạ châu mẹ số 9, cây bờ đớ nè, cây đây là tàng thiên nhiên nha mấy anh em, cây thẻ tàng thiên nhiên nha, cây bờ đớ rất khủng nha. Em đo cái quanh là 60, quanh gốc ở dưới đấy nha mấy anh em là 60, quanh eo thân là 13 cm, chiều cao 60, thân tư mẹ chậu lên tao đỉnh là 60, tàng ngang từ bên đây qua bên đây là 45. Dòng lá cực kỳ đẹp nha, hạ châu sông cầu, dòng lá cực kỳ đẹp nha, dòng lá này là quẹ rất sai thôi, to nhưng mà anh em. Cây bờ đớ rất là mạnh nha. Rồi cây hạ châu mẹ số 9 giao lưu anh em là nem trem bao ship nha, nem trem kê em bao ship. Rồi qua mẹ số 10 là một cây sam ngọc, dòng sam ngọc thì quẹ châm rất là đẹp nha mấy anh em, dòng lá chơi bonsai rất là đẹp. Cây này một cốt lên nhiều 4 thân nha, thân co lét, cây đã sống khỏe và cây cành cũng đã đi một lượt dây định hình nha mấy anh em.
em đo cái quanh là 25, chiều cao 30, quanh góc 25, chiều cao 30, tàn ngang 40 nghìn. Phần cò lét nha mọi niềm. Rồi cây sam ngọc mẹ số 10, giao lưu anh em là 200 bao ship nhé, 200k em bao ship. Rồi video của em lần đây là kết thúc. Anh em nào có xem video thì cho em xin một lượt đăng ký. Rồi chào anh em.